rau xanh là nhóm thực phẩm có nguy cơ bị ô nhiễm cao. Không chỉ là tồn dư thuốc bảo vệ thực vật mà còn là môi trường canh tác không đảm bảo. Khoa học đã chứng minh các loại rau xanh trồng trên khu đất ô nhiễm của khu công nghiệp, trồng trên một con sông chết và thậm chí là trồng trên nghĩa địa đều là những loại rau độc hại. Người ăn phải các loại rau này có thể nhiễm các loại ký sinh trùng hoặc bị tồn dư kim loại nặng. Lâu ngày sẽ nhiễm các bệnh mãn tính. Ít ai biết rằng ở giữa thủ đô Hà Nội lại có một cánh đồng rau trồng trên nghĩa địa. Những luống rau cải này dù được trồng dày xin xít nhưng cây nào cũng tươi non mơn mởn. Người trồng rau cũng phải công nhận ít thấy nơi nào các loại rau lại hợp đất đến thế. Chẳng cần bón phân nhưng cứ sau 5 ngày hái lá rau lại mọc như cũ. Cứ rau cải đây thì nó rất là hợp đất. Đấy thì cứ cách được khoảng 4-5 ngày thì nó lại cắt người ta bán. Cả khu nghĩa địa ở Cổ Nhuế, huyện Bắc Từ Liêm, Hà Nội từ lâu đã phủ màu xanh của rau. Rau được tưới bởi nguồn nước có sẵn của khu nghĩa địa. Rau bò lên những ngôi mộ, vươn trên mặt nước đen ngòm và có lớp váng dày. Nhà tôi mà cấy rau ăn thì đem can đi, tôi chở từ nhà đi. Thế còn những người mà người ta kinh doanh thì chắc chắn là người ta sẽ lấy nước ở đây rồi. Ngoài màu xanh của rau, còn có nhiều thứ màu khác. Có đủ loại rau được trồng ở đây và không thể thiếu. Đó là các loại rau sống, thứ mà người ta chỉ cần rửa qua là bỏ vào miệng. Tức là trong cái môi trường nghĩa địa thì các cái rau trồng ở đó là với cái nước, cái vùng khu vực đó là ô nhiễm rất nhiều. Đặc biệt là cái ô nhiễm về các cái vi khuẩn. Và vi khuẩn thì các loại vi khuẩn gây bệnh là nó có ẩn ở trong cái nước đó rất là nhiều. Có một số các cái ký sinh trùng, đặc biệt là cái sàn lá gan lớn, là rất phù hợp với những cái rau mọc ở dưới nước. Cách đó không xa là khu chợ đầu mối phía Bắc Hà Nội. Rau từ khắp mọi nơi đổ về đây và đương nhiên người bán hàng luôn ưu tiên lấy rau của người trong vùng. Dân ở đây người ta trồng nhiều, người ta mang đến đây là rau su hào này, cải bắp này, rồi cải ngọt này, cải canh này, lơ, rau muống, đầy đủ lắm. Rau từ nghĩa địa Cổ Nhuế sẽ được tiểu thương phân phối đi các chợ bán lẻ. Và biết đâu, nó đang là món nộm rau muống, món bò cuốn lá cải, hay đơn giản là món rau sống yêu thích của các gia đình. Tức là trong cái môi trường nghĩa địa thì các cái rau trồng ở đó là với cái nước, cái vùng khu vực đó là ô nhiễm rất nhiều. Đặc biệt là cái ô nhiễm về các cái vi khuẩn. Và vi khuẩn thì các loại vi khuẩn gây bệnh là nó có ẩn ở trong cái nước đó rất là nhiều. Ngoài cái vi khuẩn nó gây nhiễm ở trên rau, trên cái sản phẩm mà các cái nông dân trồng ở đây ấy, thì có một số các cái ký sinh trùng như là những cái vùng nhiệt địa như vậy thì có thể là các cái loại động vật nó hay lui tới đấy, như là trâu bò, đặc biệt là trâu bò nó vào nó ăn cỏ hoặc là nó vào nó phóng uế ra đấy, là các cái mầm bệnh như là sàn lá gan lớn chẳng hạn, nó có thể là nhiễm ở đấy. Và đặc biệt là cái sàn lá gan lớn là rất phù hợp với những cái rau mọc ở dưới nước đấy, gọi là rau thủy sinh. Thế thì những cái mầm bệnh từ châu bò nó có thể là vào trong rau và làm cho người sử dụng, người ăn là có thể nhiễm. Rồi là những cái vùng mà nghĩa trang thì thường chó, mèo nó có thể lui tới cái vùng đó.
và những cái sản phẩm của có những cái con động vật đó nó có thể thải ra, và các cái mầm bệnh như là giun đuổi chó mèo nó có thể là nhiễm vào trong rau, và khi đó người sử dụng có thể là nhiễm thông qua những cái nguồn rau này. Theo các chuyên gia, nguồn nước nhiễm bẩn, ô nhiễm có thể mang theo các chất như lưu huỳnh, trì, thủy ngân qua rễ lên thân rau sau khi tưới. Ngoài ra, nguồn nước bẩn còn là môi trường thuận lợi để các loại trứng giun, sán phát triển và ký sinh trong rau. Nhiều người vẫn nghĩ môi trường có ô nhiễm hay không thì cũng chẳng ảnh hưởng đến chất lượng rau, vì trong quá trình sinh trưởng, rau đã chuyển hóa hết thành các chất dinh dưỡng, không còn tồn dư độc tố nữa. Những suy nghĩ như vậy là hoàn toàn sai lầm. Các nhà khoa học thuộc Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội đã làm một thí nghiệm đơn giản. Đó là sử dụng bèo tây, rau muống để xử lý đất bị ô nhiễm trì tại ruộng trồng lúa. Chất độc từ đất đã được hút vào rau muống và tồn dư một lượng lớn trong loại rau này. Và rau muống trồng trên đất, nước ô nhiễm thì đương nhiên trong rau cũng sẽ có đầy đủ các chất ô nhiễm mà nước và đất bị nhiễm. Tôi nói là những người nông dân họ cũng hiểu được rằng là nếu họ không phòng bệnh thì họ tác hại đến chính họ. Tôi nói ví dụ như đã có một thời kỳ người Hà Nội quay lưng lại với rau thanh trì. Vì cho nên người ta chọn có loại củ, có loại quả người ta ăn, người ta không ăn rau, và gây thiệt rất là lớn cho người nông dân. Vậy thì người nông dân chắc chắn người ta muốn trồng rau ra người ta bán, chứ người ta không phải trồng rau ra để người ta làm hại những người dân bình thường. Tưới nước mà lại lấy nước cống, nước rãnh lên tưới thì lại gặp tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Tức là chúng ta lại gây độc cho nó bởi những cái độc hại ở từ cái nước cống, nước rãnh hoặc nước. Cho nên nông dân bây giờ sản xuất rau trước hết phải kiểm soát được cái nguồn nước sạch, tức là nguồn nước mà quy định của Bộ Nông nghiệp và Bộ Y tế, tức là nguồn nước tưới nông nghiệp. Theo các chuyên gia, môi trường chung quanh các khu nghĩa địa đều ô nhiễm trầm trọng. Rau trồng ở những khu vực này cũng độc hại, chẳng khác gì trồng ở những con sông chết hay vùng nước thải của khu công nghiệp. Trên thực tế, dù được nấu chín kỹ, thì loại rau trồng trong môi trường ô nhiễm này cũng không loại bỏ hết được nguy cơ mất vệ sinh, vì đã có một lượng không nhỏ các chất kim loại nặng tồn dư trong đó. Không chỉ là các loại rau thủy sinh, các loại rau trồng trên cạn nhưng được tưới bằng nguồn nước ô nhiễm thì cũng tồn dư độc tố. Với những loại rau trồng trên nghĩa địa mà được tưới bằng nguồn nước đen đục, đóng váng này thì không ai có thể đảm bảo được chất lượng vệ sinh của nó. Và khi mà người ta nhiễm kính trùng thì tác hại đầu tiên đối với sức khỏe đấy là nó chiếm thức ăn của mình. Đấy, thức ăn của mình là những cái thức ăn nào bổ nhất là nó chiếm hết thức ăn của mình. Bên cạnh đó nó có thể gây tổn thương tại chỗ nó thủy sinh. Ví dụ như tắc ruột, ví dụ như thủng ruột, ví dụ như lồng ruột, ví dụ như viêm ruột thừa, ví dụ như loét đá tràng, ví dụ như ở gan thì có thể gây viêm đường mật, có thể gây ung thư đường mật, có thể gây u gan, rồi là có thể gây, nếu mà trong não thì gây động kinh, gây liệt, gây nói ngọng, rồi gây rối loạn ý thức. Rất nhiều các cái triệu chứng do kính trùng gây ra. Thậm chí có những cái tác hại mà nhiều y văn thế giới cũng chưa đề cập đến. Ví dụ như là cái giun đuổi chó nó có thể gây rối loạn đa phụ tạng, tức là kể cả tủy xương nó cũng có thể gây rối loạn. Thế nên là nhiều khi chẩn đoán rất là khó khăn trong vấn đề điều trị cho bệnh nhân. Với những loại rau ăn sống được tưới tắm bằng nguồn nước trong khu nghĩa địa, mức độ nguy hiểm còn lớn hơn gấp nhiều lần. Trước hết, đó là trực khuẩn E. coli gây bệnh đường ruột như kiết lỵ, tiêu chảy
hay vi khuẩn Salmonella sống hoại sinh trong hệ tiêu hóa, gây các bệnh về đường tiêu hóa. Sau đó là các loại ký sinh trùng. Chứ còn nhiều trường hợp là còn ăn rau sống nữa để càng nguy hiểm đối với sức khỏe. Đấy là những cái mầm bệnh mà như tôi nói là bao gồm cả vi khuẩn và ký sinh trùng, nó có thể xâm nhập vào trong cơ thể. À, ngoài cái những cái riêng một bệnh ký sinh trùng thì có run sán thì có thể có cả về đơn bào, tức là có những cái loài đơn bào rất là nguy hiểm, nó nằm trong nước và trong nước thì rất nhiều loại đơn bào có thể gây bệnh ở người. Thế thì nó có thể lây nhiễm qua thông qua rau nó vào người. Các cái nghiên cứu từ trước đến nay người ta cũng đã khẳng định là các cái dung dịch để rửa rau nó không diệt được trứng ký sinh trùng, tức là các cái loại trứng run sán là không thể diệt được. À, chỉ có một vài cái dung dịch như thuốc tím hoặc nước muối thì giảm được về cái vi khuẩn thôi, còn ký sinh trùng thì không thể diệt được. Đấy, khẳng định là không thể diệt được mầm bệnh ký sinh trùng. Và đặc biệt là có một số loài ký sinh trùng như là sán lá gan lớn chẳng hạn, thì cái ấu trùng nó chui hẳn trong rau, tức là nó chui hẳn vào trong cái gọng rau và khi mình rửa cũng không rửa được. Đấy, thế thì đối với trứng giun thì có thể rửa bằng nhiều nước, tức là rửa nhiều lần. Rửa nhiều lần thì có thể là trôi trứng giun đi, chứ không phải dùng cả cái nước muối hoặc là thuốc tím để rửa. Rau trồng trong môi trường ô nhiễm không chỉ giảm sút về chất lượng mà còn chứa rất nhiều độc tố. Một trong những tác hại nghiêm trọng với sức khỏe là nguy cơ tích lũy kim loại nặng trong cơ thể. Kim loại nặng gồm có thủy ngân, mangan, đồng, chì, arsen, v.v. Thường không tham gia hoặc ít tham gia vào quá trình sinh hóa mà thường tích lũy trong cơ thể. Vì vậy, chúng là các nguyên tố độc hại. Vì một gánh rau một người nông dân mang vào chợ bán là phải kiểm soát những chỉ tiêu, rất nhiều chỉ tiêu. Mà có lẽ cái chi phí để phân tích cho một gánh rau ấy, cái thời gian để chi phí cho một để thì rất là lâu. Nhưng chi phí để phân tích cho một gánh rau đó thì có lẽ bán cả cái đồng rau của cái bà nông dân đi thì có lẽ mới đủ. Vì một gánh rau chỉ độ đáng giá mấy chục nghìn hoặc 100 nghìn. Trong khi đó thì chi phí cho phân tích một chỉ tiêu cũng đã cả 100 nghìn. Vậy chúng ta làm thế nào được? Thì vấn đề này là vấn đề tổ chức sản xuất của ngành nông nghiệp và cách giáo dục cho nông dân tuân theo quy trình, chứ không phải là vấn đề chỉ là vấn đề để kiểm soát. Một vài dấu hiệu nhận biết rau muống bị ô nhiễm. Rau muống trồng trên khu vực nước thải thường phát triển tốt, ngọn non nhưng có màu xanh thẫm. Bằng khứu giác có thể ngửi thấy mùi khó chịu như mùi nước thải trên rau. Sau khi luộc, nước rau có màu xanh ngắt và dần dần chuyển sang màu xanh đen.